Dạ em chào anh. Anh có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết anh tên là gì? Tôi tên là Phạm Hữu Ưng, sinh năm 1975. Anh là quê ở đâu đây? Quê ở An Phú, Kinh Môn, Hải Dương. Cùng vào Gia Lai ở từ năm 93 đến giờ rồi. Dạ. Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp anh gì đây? Tôi nhà về đây nhà em Thanh Hải là tìm con tôi, tức là nó mất liên lạc hơn 2 năm nay rồi. Hơn 2 năm trời. Con trai anh họ tên đầy đủ là gì? Con trai tôi là Phạm Quốc Đạt. Em nó là năm nay nhiêu tuổi rồi anh? Em nó năm nay là 27 tuổi rồi. 27 tuổi rồi. Anh có thể chia sẻ lại là cái sự việc con anh cái thời điểm mất tích 2 năm á, là con anh làm việc ở đâu? Trước khi nó đi vào trong Bình Dương lên mình lái xe cũng như bạn nó trong cùng một phòng trọ, trong khi đó là nó bạn nó có bỏ có bồ là nó ở riêng ra, là hai đứa nó liên lạc với nhau một thời gian rồi cũng mất tích liên lạc luôn, không liên lạc với bạn bè gì nữa và gia đình cũng không có liên lạc gì luôn. Vậy là từ đó cho tới nay, đúng rồi, là mình không có một thông tin gì, không có thông tin gì hết. Gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa anh? Mình chưa. Sao mình? Tức là bữa rồi cũng có gia đình có công an ở ngoài phường, thì nhờ phường nó can thiệp, với là có đi tìm con dùm có thông tin gì đấy thì báo cho gia đình mà cũng chưa thấy gì cả. Hôm nay thì cũng nhờ bên hiệp sĩ Thành Hải đây, nói chung là các anh em mình xem liên hệ để tìm giúp con tôi. Vậy là trong quá trình 2 năm trời, gia đình nhà mình có đi tìm con ở đâu không anh? Thì nghĩ là nó đi làm thôi, nó cứ sợ nó giấu giữa hai cái gì đó, một vấn đề gì đó nên sợ nó giấu, là nó không muốn cho gia đình biết, thì nói chung là cũng không đi tìm đâu cả. Chung là bây thời gian lâu quá thì mẹ nó nóng ruột quá, nên mẹ suy nghĩ là đâm ốm bệnh kia, bây giờ là thì tôi thấy nóng ruột quá thì bây giờ là cũng phải vào đây nhờ anh em các anh nhìn sĩ trong này. Trước kia khi con trai chưa vào Bình Dương để làm việc á, là con trai mình làm như thế nào, làm công việc gì? Trước con đã được đi là đi những nghĩa vụ công an, nghĩa vụ công an xong về xuất ngũ là về để học lái xe. Dạ. Rồi thấy ra có bằng lái xe xong là con lái xe xong là cháu nó đi luôn, tức là có bằng cháu mới đi vào trong này, phải đi chạy xe ở trong công ty ở trong Bình Dương này á. Con trai nhà mình tính tình như thế nào anh? Chung là nó cũng hiền hậu, dễ gần, nói chung là cũng không có một cái gì cả. Có nhậu nhẹt thuốc thang các kiểu không? Có thuốc thì có thuốc nhưng không có nhậu được, nói chung là tính nó từ nhỏ là uống rượu nó không uống được. Yeah. Cũng ngoan không anh? Cũng nghe lời ngoan, nói chung là nghe nó nghe là bố mẹ nó không hư hỏng gì cả. Nhưng mà ra xã hội thì mình cũng biết, nói chung là ở trong gia đình ý, và còn nói xấu, nói chung là biết là thấy nó là bình thường, ngoan ngoãn, không đến nỗi là hư hỏng cái gì. Tới giờ phút này anh đang lo lắng, anh sợ nhất con mình sẽ gặp điều gì đấy? Tức là tôi sợ, lo lắng là sợ nó con bị con là đưa sang Campuchia, ví dụ dỗ sang Campuchia cái gì đó, thì nói chung là nên với mẹ nó nóng ruột quá, rồi là cũng mấy tháng nay là nóng ruột là bảo tôi đi vào đây nhờ các anh em bên hiệp sĩ Thanh Hải đây, thì các bà con anh em trên toàn quốc nói chung là thấy con thì tôi thì ở đâu gái thì tôi với. Mình có biết cái người bạn mà trước kia là ở cùng đó, với con trai nhà mình có biết không? Thì mẹ nó liên lạc với nó bạn con tôi, chứ còn tôi thực tế là tôi cái đó tôi ít nên quan tâm lắm. Ý là gia đình nhà mình liên hệ với người đó là mình có thông tin gì không? Thì nó cũng bạn là được mấy tháng là ở cùng xong rồi ra nó bạn nó có bồ biết là về là thế, là hai thằng cái thằng con tôi là bảo đi mua đồ một đoàn là ở ra ở riêng, tức là sợ ảnh hưởng đến hai đứa bạn kia. Vậy là từ đó cho tới giờ luôn. Đúng rồi. Bây giờ là mình không có một cái tin tức gì hết. Không biết ở đâu. Không điện thoại, không được cái gì hết, không một cái gì hết. Vậy là cho đến giờ là anh mới về đây, anh nhờ anh em lại đi tìm lần đầu đấy đúng không? Đầu. Còn gia đình nhà mình chưa có đi đâu để đi tìm hết. Chưa, chỉ cứ trước là nhờ chú vào đây là cũng vào nên đấy mà nó đi bên hiệp sĩ là bảo là phải bố, người thân, người gia đình vào đây thì nhà anh em mới dám, chứ không là sợ. Không phải chính thức là bà con thì anh em cũng ngại. Tại vì anh biết sao, anh em ở đây rất giúp rất nhiều cái trường hợp, là thứ nhất là ông bà ngoại, thứ hai là chú anh về đây để đi tìm em, tìm gọi là anh em bà con nó đi tìm á. Nhưng mà khi anh em tìm được thì chính cái người mà tìm về hoặc là ba mẹ có người tìm về đó thì lại nói anh em
Thậm chí có những người lăng mạ anh em, nên anh em từ đó là anh em sẽ không giúp nữa. Khi nào mà thật sự mà gia đình nào tìm con tìm cái, phải có ba mẹ ruột hoặc anh chị em ruột tới thì anh em mới giúp, còn chú bác bà con tới là anh em không giúp. Đúng rồi, bởi vì trước là thì cũng là tôi để làm năm, nói chung là cũng không biết gì phản mấy, thì để nhờ chú đây là bên anh em là cọc chèo, thì vào đây cũng nhờ anh em bên trong này, thì anh em trong này mới bảo là có người thân gia đình, thì hôm nay tôi mới vào đây cũng nhờ anh em cộng đồng mạng, nói chung là chia sẻ là thấy con tôi hay Đức cái gì ở đâu thì báo gia đình và anh em biết để không có một cái gì mình giải quyết. Thì bây giờ đơn giản thôi, ví dụ bây giờ em nói ví dụ đơn giản chẳng hạn đây, ba mẹ có con bỏ đi đúng không ạ? Tại sao ba mẹ không nghỉ một ngày để vào đây nhờ anh em đi tìm mà lại phải nhờ người này nhờ người kia? Thì cái điều đó là cái điều anh em thấy là không hợp lý. Đó là cái thứ nhất, nghèo thì nghèo rồi đúng không ạ, còn làm một hai ngày chẳng đi đâu chẳng tới đâu hết á. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ba mẹ mới biết được cái thông tin của con, còn nhờ chú ở chỗ này chỗ kia chú đâu có biết được con như thế nào đâu để mà chia sẻ lên để nhờ cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đâu. Khổ lắm anh ạ. Thì nói chung là lúc đầu tiên á thì gia đình cũng nghĩ là thằng này thì nói chung lúc đầu nó bảo là chúng tôi tự lập, thì nói chung là bảo sợ hay là lúc đầu tiên khó khăn á, nó sợ bố mẹ là phiền muộn nó không nói với gia đình, thế là liên lạc thì gia đình cũng nghĩ là lúc vậy thôi. Lúc trước gia đình nó bảo là tính con là thích tự lập từ nhỏ, thì nó bảo gia đình cũng bảo là thì tự lập từ nhỏ thì bây giờ đó bố mẹ cũng nuôi lớn rồi, chung là bố mẹ cũng khổ, thì đó tự lập thì tự mình thôi, sướng khổ được mình. Thế nên cũng tôi cũng nghĩ là sao là chắc là hay nói ra nó khổ quá hay là một cái vấn đề gì, hay nó muốn bươn trải xã hội một cuộc sống sau này với nó có tự nó hơn cái gì đó thì nó mới báo gia đình để gia đình bất ngờ chẳng hạn. Nên là tôi cũng nghĩ như vậy rồi, thì tôi cũng không có liên lạc với không ấy đi tìm, chung mà biết từ nó cũng lớn rồi, nó đâu phải là nhỏ đâu, nó 27 tuổi, còn là năm nó đi là 25 tuổi rồi, thời điểm trước là 25 tuổi. Đúng rồi, mà cũng đi qua trường lính của công an chứ không phải là ở nhà đi nông bông gì cả, còn là đã được huấn luyện tất cả mọi thứ rồi. Đúng có rồi. Kiến thức, có tinh thần, bươn trải. Nó cảm giác là những người mà thường thường đi, thứ nhất là đi bộ đội, thứ hai là đi như anh vừa chia sẻ đó là huấn luyện bộ đội công an gì đấy. Đúng không ạ, là về là chắc chắn lắm đó. Thì gia đình cũng nghĩ là như vậy đó, xong nghĩ đến nghĩ bản thân nó là sao bây giờ nói như vậy, thì gia đình cũng yên tâm là nó đi làm, thì là mong chắc là cũng mong hỏi hay là một cái ngày nào đó là nó bất ngờ ở gia đình, ở công việc hay là một cái gì đó nghĩ để nó làm ăn được hay là một cái gì đó, thì mình cũng mừng là tại bất ngờ cái đó thì mình cũng không thể suy nghĩ được, hay là cái gì đó mình cũng biết, thế là mình cũng không muốn đi tìm nó cũng sớm. Trên video này anh hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con trai của anh, hy vọng con trai của anh xem được video này đang ở đâu đó sớm quay về, bởi vì trong quá trình là 2 năm trời rồi mình chưa biết được con ở đâu làm gì như thế nào, đặc biệt là mẹ của bé rất nhớ, mà tới giờ phút này đã lâm bệnh rồi, thì anh hãy kêu gọi bé ở đâu đó dù trong hoàn cảnh nào thì cũng phải liên hệ với gia đình để cho gia đình biết yên tâm. Và cái điều đặc biệt, nếu mà bị sập bẫy việc nhẹ lương cao mà đứa qua cam cũng phải gọi điện về cho gia đình để gia đình có cách có hướng để mà đưa về. Dạ xin phép mời anh tâm sự với con đi. Thì nói chung là con ạ, bây giờ nói chung là con đi á cũng hơn 2 giờ rồi. Thì nói chung là bố mẹ thì cũng là nghĩ con, mà con đó có vấn đề gì cũng con để cho bố mẹ, bố mẹ mong mẹ mẹ bắt bệnh nhưng mà bố mẹ đôi thật thiện cảm á, thằng một câu là bố cứng lắm nhưng bây giờ bố không thể cứng nổi nữa luôn, thằng một câu đấy. Con có tin gì thì bố mẹ đáng lên là con ở cũng về tiện về thì bố mẹ biết, chung là để bố mẹ yên tâm. Và bà con anh em thì cộng đồng mạng thấy thì cũng chưa có đình bới, chung là bây giờ gia đình nói chung là rất nhớ rồi mà không biết con ở đâu. Thật sự rất buồn thưa cô chú anh chị. Rất mong rằng video clip này khi anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên, rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ. Hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm kiếm được thông tin của em trai này để giúp em trai này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là giúp cho em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Tới giờ phút này một người cha, một người bố về đây rơi nước mắt, rất nhớ thương con, đặc biệt là mẹ của em trai này, vì quá nhớ thương con mà lâm bệnh ở nhà, nên mà rất mong rằng tất cả cô chú anh chị
thương tình gia đình, hãy chung tay góp sức để giúp cho gia đình sớm đoàn tụ với nhau. Cái sự việc của anh thì anh em đã ghi nhận nhé. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai em về không? Gia đình mình chấp nhận hết, tức là mình đăng đây là sự thật. Dạ. Tức là mình là cha, là bố, nhưng mà mình cả mẹ, nhưng mà không có một cái vấn đề gì cả. Sai sự thật, có gì mình sai thì mình chỉ hoàn toàn trách nhiệm với pháp luật, nói chung là thế. Hy vọng rằng là em trai xem được video này thấy bố của em lặn lội về đây để nhờ các anh đội hiệp sĩ Tân Hải Bình Dương đi tìm em. Thì em đang ở đâu đó, em phải sớm liên hệ về với gia đình. Đặc biệt nếu mà tới giờ phút này mà em không còn ở Việt Nam mình nữa, mà em bị sập bẫy em đưa qua Cam, thì em phải tìm đủ mọi cách để em liên hệ về với ba, với bố. Hoặc nếu em mà không có nhớ số điện thoại của gia đình người thân, thì em có thể liên hệ về với số của anh em đội hiệp sĩ Tân Hải theo số điện thoại 0913 785858 để các chú các anh có cách có hướng để đưa em về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất. Rồi xin phép chào anh. Cuối video em chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là một ngày gần nhất sẽ có tin tức về con trai của gia đình nhà mình nhé. Rồi gia đình mình xin cảm ơn. Dạ xin phép chào anh. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.